Dạ, thưa sư phụ, có câu hỏi là sau khi biến thiên biến địa, con người có nhu cầu là gì nhất? Thiên Nguyên Khanh hỏi. Làm gì làm, con người cũng phải giữ giới luật ở thiên tâm. Và con người cũng phải giữ cái đức hạnh để mà sống còn. Khi cái trái đất này nó biến đổi, mình trước tiên cũng nên giữ mạng, giữ hồn, giữ cái đạo đức. Để khi mà sau khi bao nhiêu mình đã qua cái Covid, mình còn ngồi hôm nay mình có đại phước rồi đúng không? 7-8 triệu người đâu có phước như mình, trong đó biết nhiều người có bà con nhà họ sắp sửa chiến tranh như ngày 24 tháng 2 năm 2022 đó, cách đây 7-8 tháng, đâu có ai ngờ 500-700 nghìn người tự nhiên đang sống sung sướng giàu có bình thường, bây giờ lăn đùng đã chết ở bên Ukraine với Nga, hai bên cộng lại cả bao nhiêu thanh niên của Nga, Xô, nước Nga, nó đâu bây giờ nó đang có hamburger, nó đang có điện thoại, đang có đầy đủ sung sướng. Tại nước Nga nó nhiều dầu quả, nó giàu lắm. Mà đụng cái bữa nay á, nó phải bỏ gia đình, nó lén, nó trốn. Trốn cũng giống như thời xưa mà kiệt này năm 79 trốn đi vượt biên vậy đó. Chứ nó không bị bắt, đi lính làm sao? Bây giờ thấy cái vô lý không? À, thì cái đó là gì? Họ không có biết tu. Cái nước Việt hiện giờ lâm vào cảnh đại cùng khổ, đại cùng bi thảm, đại cùng buồn chán, đại cùng uể oải. Từ cái buồn chán uể oải với xã hội và đời sống gia đình, rồi thu nhập, rồi từ những người thân ở nước ngoài bây giờ cũng lâm vào cảnh khổ, cũng không giúp họ được nhiều. Họ đâm ra đi nhậu. À, lúc đầu là nhậu bia bia Mỹ thì không có chết, cái sao ấy, không có bia Mỹ thì nhậu rượu đế, thì ba cái thuốc sâu của Trung Cộng á, thì cái sao đó là bia một chai ngàn của Trung Cộng á. Cho nên bây giờ tại sao biết bao nhiêu người Việt Nam chết ở cái tuổi từ 35 tới 45, rất là nhiều ung thư rồi này, đó, đột biến rồi này kia. Tại vì cái chính sách của họ đi, một người bệnh là 4 người phải nuôi, mà cứ thế. Nên nhớ Mao Trạch Đông giết 80 triệu người không gướng tay, không đầy bộ lâu. Cái nước Việt mình, ổng mà tụi nó mà không giết, nó giết trong vòng 2 tuần là sạch sẽ. Vì tới tên không? Nhưng mà trước khi ra tài đó, phải mình nhớ nha. Ủa 6 triệu thằng bên kia nó làm gì ta? Ồ chắc nó ngu quá, không có ông nào đứng lên làm gì hết hả? Mình ở đây mình cứu người bệnh. Tại vì họ mới suy nghĩ. Giờ quý vị nên nhớ là cái gì mà của họ thích, họ nói là đất của họ. À, cái lưỡi của nó con khúc này nè, mà nó lên làm sao mà nó dài như cái lưỡi con bò, nó nói là của nó. Thì nó vô lý không? Cho nên có cái bài của bà chị viết á, lưỡi bò bị cắt đứt làm đôi đó. Hả? À, có bài bữa con kia đọc á. Hả? Nó thích là của nó. Hơi vô lý. Tới ngày hôm nay là tuy là Biden nghịch lại với ông Trump, nhưng mà cuối cùng cái gì đúng là đúng. Ví dụ như chuyện ở ngoài đường thì họ giữ một cái chính sách, đó là dẫn đi theo cái đường của ông Trump, thẳng tay với Trung Cộng. Thì hôm nay á, nó mà chiếm được Đài Loan á, là cái TSMC mà nằm trong tay của nó, Trung Cộng luôn, cả thế giới này đều đứng. Bởi vì mới tháng 10 á, nó có cái lệnh cấm vận về hai tháng, thì nó làm cho cả thế giới mất 1.2 trillion. Tất cả những cái hãng điện tử từ đây tới 4 tháng nữa không có sản xuất gì hết. Mình bị mất thu nhập, nhưng mà mình vui. Tự vì cái bức hình mà chiếm toàn thế giới này, ngày xưa các chị vị nói á, là quỷ mai đó, nó đã chiếm gần hết trái đất này rồi. Lúc đó thì còn chưa có hiểu mấy vị nói cái gì. Mình chỉ biết trái đất này trượt nhiều quá, người ác nhiều quá, nó đen thui. Nhưng mà ở trên mấy chị vị về nói á,
chút xíu nữa là nó sẽ nhuộm đỏ qua địa cầu này. Hôm nay cấm vận về Di Mạch thì là cả nước Tàu, cả một cái hệ thống, cái gì nó cũng liên quan con chip, thì coi như xong. Nó không đánh nó cũng thua rồi. Không có con chip, điện thoại Huawei, bất cứ ngành nghề gì, viễn thông gì cũng đều phải ngưng lại hết. Ngay lúc này, nhiều lúc ở trong cái ngành điện tử này được buồn. Buồn là gì? 3 năm nay mấy đại ca thịnh thiên để cho nhà, ngay lúc này là cơ hội lớn nhất của nước Việt, lớn khổng lồ á. Nếu là Kiệt là bắt Trọng hay là bắt Chính là bắt Phúc là đi ngoại giao, ok tôi sẽ là con ghệ trung thành với anh, tôi sẽ không có phản bội anh nữa, tôi sẽ giữ cái IP của anh, đúng không? Là rước đi vô nhà, tôi sẽ marry với anh, tôi cưới, tôi tặng anh chiếc nhẫn, tôi à, không, chỉ có như vậy mới cứu dân tộc. Thì lúc này là lúc thằng Mỹ nó đang cần. Chứ giờ nó Apple hay là bất cứ công ty nào giờ cũng rút ra khỏi Trung Cộng hết, nó không có chỗ nó đi. Tại vì Việt Nam là 6 triệu chất xám và 100 triệu chất xám ở bển đang cần công ăn việc làm. Chất xám này nó chỉ có thích hợp với Di Mạch, nó không có thích hợp với ruộng lúa, và đồng thời nó cũng không có thích hợp với những ngành nghề khác. Tại sao bao nhiêu cái vùng Silicon Valley này bởi bàn tay người Việt Nam dựng lên? Đây có người mình khôn, con của thằng Nóng hả, con rồng cháu tiên mà, nó đưa qua Indo, nó đưa qua Mã Lai, nó đưa qua Thái Lan, làm có được. Nó theo cái trình độ của con người nữa và cái năng khiếu của bàn tay nữa. Ở đây cũng vậy, bao nhiêu công ty ở đây, quý vị có thấy công ty nào mà nó xin lỗi người Mỹ, người Mỹ đang làm chủ không? Không có. Một là Việt Nam, Tàu cũng có mà cái Mỹ trắng thôi. Người mình là chất xám lợi hại lắm á. Ngay lúc